Xin chào các bạn, video clip này Cân Điện Tử Gia Phát xin giới thiệu đến các bạn một dòng máy đo độ ẩm KETS của Nhật Bản với mã sản phẩm của chúng ta hôm nay đó là BM650. Đây là dòng máy đo độ ẩm cao cấp hơn dòng BM450. Ở dòng BM450 thì chúng ta đo được chỉ có 26 mã sản phẩm nông sản mà thôi, trong khi cái máy này chúng ta đo được tới 150 mã sản phẩm. Cho nên cùng với cái giao diện bàn phím sử dụng đây nó trực quan sinh động hơn thì có những cái ưu điểm nhiều hơn so với dòng BM450. Và khi anh chị đã chọn cái dòng máy cái đo độ ẩm này từ Cân Điện Tử Gia Phát thì chúng ta có một cái vỏ hộp sản phẩm mới như thế này, có luôn cái mã sản phẩm và mã số series, có luôn những cái thông tin của các Nhật Bản ở đây. Rồi đi kèm với máy là chúng ta có một cái phễu để chứa mẫu nông sản như thế này. Theo thói quen sử dụng của bên Nhật Bản thì chúng ta đổ đầy một cái lượng mẫu nông sản vào đây và chúng ta gạt ngang, rồi sau đó chúng ta đổ cái lượng mẫu nông sản này vô cái phễu để vô cái máy đo để đo độ ẩm. Tuy nhiên ở thị trường Việt Nam thì anh chị thương buôn sẽ chọn thêm một cái cân Tanita KD160 Nhật Bản ở đây, là cái cân tiểu ly hay là cân đo mẫu nông sản. Chúng ta cân đủ một lượng 100 g và sau đó chúng ta tiến hành đổ vào cái máy đo. Đây là cái cách mà ở Việt Nam, mà thị trường Tây Nguyên, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk hay sử dụng. Và cho nên là khi mà anh chị đã chọn mua cái máy đo độ ẩm BM650 này từ công ty Cân Tự Gia Phát thì chúng ta có gì? Chúng ta có một cái hộp rất mới như thế này, có một cái máy, có một cái phễu và đi kèm đó là chúng ta mua thêm một cái cân điện tử Tanita KD160 của Nhật nữa thì nó đồng bộ với nhau. Chúng ta có đầy đủ cái công cụ dụng cụ để đo những cái mẫu nông sản như là cà phê, tiêu, bắp, đậu. Còn ở đây có luôn 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 có cái số hotline của Cân Tự Gia Phát để các bạn anh chị có thể gọi bất cứ lúc nào để hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn cài đặt hoặc là nhận được sự chia sẻ thông nhiều thông tin hơn về cái máy KETS này. Có luôn cái mã vạch 3D ở đây để anh chị có dùng camera của iPhone hoặc là cái app mà quét mã vạch trên App Store hay là trên CH Play, chúng ta quét cái mã vạch này chúng ta sẽ có được nhiều thông tin hơn về cái máy KETS này cũng như cái nhiều cái video clip khác để hướng dẫn sử dụng hay là hướng dẫn cài đặt. Rồi nếu như mà anh chị xem xong video clip này mà cảm thấy cái máy này nó hữu ích so với nhu cầu của mình hoặc là trong tương lai gần mình sẽ cần tới nó thì anh chị lưu tâm thêm hoặc có thể gọi nhanh đến số hotline hiển thị trong màn hình. Cân Điện Tử Gia Phát sẽ chia sẻ nhiều hơn, gọi họ lại và chia sẻ nhiều hơn về cái máy KETS BM650 này. Xin cảm ơn ạ.